kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Taekwon rất vui khi được các bạn bài tường thuật trực tiếp màn thi đấu nảy lửa. ZOB là chiếc HTC Design 820Q và đây là chiếc Samsung Galaxy E7. Hiệp thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về thiết kế. HTC Design 820Q có thiết kế với mặt lưng làm hoàn toàn bằng nhựa. Mặt nhựa này thì là nhựa bóng, nó để lại mồ hôi và dấu vân tay quá nhiều luôn. Tuy nhiên thì với màu trắng ở đây thì các bạn sẽ khó mà nhận thấy được. HTC Design 820Q thì có một thiết kế trẻ trung, năng động với viên nhựa được bao quanh máy màu nổi bật. Ở đây là màu xám. Và cái viên này thì cũng xuất hiện trên các phím cứng, xuất hiện trên camera, logo của HTC và nó cũng xuất hiện ở cả cổng sạc luôn. Còn với chiếc Samsung Galaxy E7, chúng ta sẽ có một thiết kế sang trọng, lịch lãm với viên được làm bằng nhựa, tuy nhiên được phay xước giả kim loại. Và mặt lưng thì được làm từ nhựa nhám, nó không hề để lại mồ hôi và dấu tay. Cái cảm giác cầm nắm với nhựa nhám này thì cũng rất sướng, rất bám tay. Một điểm ấn tượng ở chiếc E7 đó là trọng lượng của nó rất nhẹ. Cùng với kích thước màn hình 5.5 inch nhưng mà Galaxy E7 thì lại nhẹ hơn 820Q một chút. Nên việc cầm và sử dụng trong một thời gian dài thì nó hoàn toàn rất tốt. Thật khó có thể đánh giá được thiết kế nào đẹp hơn. Nếu các bạn thích một thiết kế trẻ trung, năng động thì Design 820Q rất tốt. Còn nếu mà thích một thiết kế sang trọng, lịch lãm thì E7 chính là đối tượng của các bạn. Sang hiệp 2, chúng ta sẽ thi đấu về màn hình. Cả hai đều có màn hình 5.5 inch, độ phân giải HD. Chiếc 820Q sử dụng màn hình IPS cho góc nhìn tốt, màu sắc tươi. Tuy nhiên thì độ sáng thì nó sẽ lại không bằng chiếc E7 của chúng ta. Màn hình này thì cho màu sắc rất trung thực. Galaxy E7 thì sử dụng màn hình Super AMOLED đến từ Samsung. Màn hình này thì hơi ấm bằng nhẹ, rất nhẹ thôi. Và người dùng sẽ cảm giác thích thú khi sử dụng màn hình này. E7 cũng được trang bị một tính năng rất hay, đó là tính năng sử dụng ngoài trời. Với tính năng này thì độ sáng của nó rất cao, cao hơn rất nhiều so với 820Q. Và khi sử dụng ngoài trời thì rất dễ dàng. Đổi lại thì nó không hề có tính năng tự động điều chỉnh độ sáng, mà tính năng này chỉ xuất hiện trên 820Q của chúng ta mà thôi. Sang hiệp 3, chúng ta sẽ nói về phần mềm và hiệu năng của hai chiếc máy này. Với Design 820Q và E7, chúng ta sẽ đều có con chip 410. Tuy nhiên thì Design 820Q chỉ có 1GB RAM mà thôi. Với 1GB RAM này thì người dùng sẽ sử dụng các ứng dụng đa nhiệm khó hơn. Tuy nhiên thì đổi lại, Design 820Q sẽ có cặp loa boom sao. Cặp loa boom sao này cho chất lượng âm thanh tốt, rõ ràng, âm lượng lớn. Và nó đã được chứng minh qua các thế hệ HTC One hay là HTC Design khác. Kết hợp với một màn hình trung thực khi các bạn xem clip, xem YouTube thì nó rất tốt. Có thể biến chiếc Design 820Q này thành một rạp chiếu phim tại gia luôn. Với chiếc Samsung Galaxy E7, chúng ta sẽ có nhiều hơn, đó là 2GB RAM. Với 2GB RAM và màn hình 5.5 inch, Samsung trang bị cho chiếc E7 này tính năng đa nhiệm đa cửa sổ. Với tính năng này thì người dùng có thể sử dụng được hai cửa sổ cùng một lúc, có thể vừa lướt Facebook và vừa xem YouTube được, hay là thu nhỏ các cửa sổ này lại và vẫn có thể thao tác trên màn hình chính. Về thời lượng pin thì E7 lại đánh bại được HTC Design 820Q. E7 có thiết kế nhẹ hơn, tuy nhiên thì nó lại sở hữu viên pin lên đến 2950 mAh, trong khi đó thì Design 820Q chỉ có 2600 mAh mà thôi. Vì vậy thì thời gian sử dụng của Samsung Galaxy E7 nhỉnh hơn một chút so với Design 820Q. Và nếu vẫn chưa hài lòng với những thời lượng pin như vậy thì Samsung và HTC đều trang bị cho người dùng những tính năng tiết kiệm pin, giúp kéo dài thời gian sử dụng hơn, hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong ngày cho các bạn. Và cuối cùng, hiệp 4 cũng là hiệp gay cấn nhất, đó là về camera. Cả camera của Design 820Q và E7 đều rất tốt. Khi chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng thì cả hai đều cho màu sắc trung thực, camera bắt nét nhanh và rất nhiều tính năng thú vị. Với chiếc E7 thì Samsung trang bị cho chúng ta những tính năng ví dụ như là chân dung đẹp, tính năng selfie máy ảnh sau, HDR, chụp ảnh ban đêm và một kho các chế độ khác. Còn với chiếc Design 820Q, điều mình ấn tượng nhất đó là HTC trang bị cho người dùng tính năng chụp ảnh thủ công. Giống với chiếc HTC One M8, chúng ta có thể hiệu chỉnh được các yếu tố như tính năng cân bằng sáng, chỉnh ISO. Và chúng ta ở đây có thể phơi sáng lên đến 0.3 giây. Và đặc biệt là người dùng có thể tùy chọn được lấy nét tay. Còn với camera trước thì sao? HTC có camera trước lên đến 8 megapixel. Camera này sẽ giúp người dùng tự sướng tốt hơn. Tuy nhiên thì nó lại không được trang bị nhiều tính năng hay. Đổi lại thì Samsung Galaxy E7 chỉ có 5 megapixel mà thôi. Và mình ấn tượng với tính năng làm đẹp. Các bạn có thể chỉnh được độ làm mịn da này, từ khuôn mặt online thành V-line, hay là làm to mắt, mắt to, mắt trố, mắt lé đều có thể làm to được hết. Rất khó có thể đưa ra được sản phẩm nào thắng thua cho trận thi đấu này. Nếu các bạn thích một thiết kế sang trọng, lịch lãm, những tính năng hay đến từ Samsung và một camera selfie ấn tượng, các bạn hãy lưu ý đến Galaxy E7. Còn nếu các bạn thích một thiết kế trẻ trung, năng động, cặp loa boom sao lớn và camera có thể tùy chỉnh nhiều hơn, hãy để ý đến chiếc Design 820Q. Và để trải nghiệm trên tay hai sản phẩm này, các bạn có thể ghé qua Taekwon. Và đừng quên truy cập vào website taekwon.vn để biết thêm nhiều thông tin hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Taekwon, uy tín và giá trị đích thực.